Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, đây là vị trí đón xe taxi, xe Grab, xe công nghệ ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất quý vị. Làn D1, D2 dành cho xe công nghệ ha. Đó, quý vị muốn đón xe taxi công nghệ, chúng ta đi từ bên trong ra trong nước, chúng ta sẽ đi thẳng ra cột số 13-14 đó, chúng ta nhìn thẳng ra đây có cái hướng đi để mà chúng ta đặt xe Grab và các hàng ghế này để mà chờ đón xe Grab ở từ bên ngoài chạy vào đây. Làn D1, D2. Có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn muốn cập nhật trực tiếp hình ảnh vị trí đón xe taxi công nghệ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thì hôm nay Tường Vũ Channel sẽ cập nhật một số hình ảnh tại đây để gửi đến quý vị và các bạn nhé. Đó, chúng ta cứ đặt Grab, sau đó chúng ta đi ra bên ngoài, đi thẳng về bên tòa nhà TCB, sau đó chúng ta bắt đầu đứng đây để mà đón ha. Đó, hướng này là mình đi vào bên trong này anh chị. Rất dễ luôn ha. Kính thưa quý vị, theo như thông tin từ nhà nước Iran, trong ngày 14 tháng 4 năm 2024, đã đưa tin một số sân bay ở nước này, trong đó có sân bay quốc tế ở thủ đô Tehran, đã hủy các chuyến bay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2024 trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Iran và Israel, quý vị. Theo như công ty dịch vụ hàng không và sân bay Iran cho biết, các chuyến bay nội địa khởi hành từ sân bay quốc tế và một số sân bay khác ở tại Iran đã bị hủy cho đến sáng ngày 15 tháng 4 theo giờ địa phương. Tại sân bay quốc tế thì phải nói tất cả các chuyến bay khởi hành tại đây bị hủy cho đến 6 giờ ngày 15 tháng 4 theo thông báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran. Trong khi đó, hãng hàng không Emirates Airlines của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thì cho biết hãng hàng không lớn nhất ở khu vực Trung Đông cũng thông báo hủy một số chuyến bay và định tuyến lại những chuyến bay khác do tình hình căng thẳng leo thang mới giữa Iran và Israel, kính thưa quý vị. Như vậy có thể thấy rằng đối với hãng hàng không Emirates Airlines, được rất nhiều quý vị bên nước ngoài chọn để mà bay quá cảnh tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng đã thông báo hủy hoặc là đình tuyến qua các sân bay khác. Như vậy có thể nói rằng một số hãng hàng không hàng đầu của Ấn Độ như là Air India hay là một số hãng khác cũng thông báo hủy các chuyến bay đến Iran, đồng thời cũng hạn chế sử dụng không phận của Iran và Israel, quý vị. Như vậy chúng ta cũng biết rằng tình hình căng thẳng như vậy ảnh hưởng phần nào đến các chuyến bay quốc tế, thì không biết là đối với những cô chú anh chị bên châu Âu, bên nước ngoài sắp về Việt Nam cũng phải hết sức theo dõi tình hình ở các cái hãng hàng không mà chúng ta đã mua vé để xem thử có sự thay đổi nào hay không. Đặc biệt là hãng Emirates là rất đông bà con kiều bào của chúng ta bên nước ngoài trở về Việt Nam. Tập đoàn hàng không quốc gia lớn nhất của Đức, Lufthansa, cũng đã thông báo hủy các chuyến bay tới Jordan cũng như là một số nước như là Liban, rồi Iraq, Israel, ít nhất là tới ngày 15 tháng 4 năm 2024. Trong đó, hãng hàng không của Đức, Lufthansa, đã nêu rõ các chuyến bay do tập đoàn này khai thác sẽ tránh đi qua không phận của Israel, Jordan và Iraq trong thời gian tới. Như vậy, kính thưa quý vị, trong khi đó thì Iraq ngày 14 tháng 4 cũng đã mở lại không phận sau quyết định đóng cửa trước đó khi mà có tin Iran tấn công Israel. Cùng ngày thì Jordan, Israel và Liban cũng đưa ra các quyết định mở lại không phận, quý vị. Đặc biệt, trước đó hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ Swiss ngày 13 tháng 4 năm 2024 đã quyết định tạm thời tránh bay qua không phận của Iran do căng thẳng leo thang trong khu vực. Chắc chắn thì các chuyến bay tới và đi từ Hồng Kông, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore
rồi Mumbai của Ấn Độ đều bị ảnh hưởng hết. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tình hình nguy hiểm, sự leo thang mới ở tại Trung Đông phần nào đó ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến các đường bay quốc tế. Hy vọng thì chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình chính trị cũng như là các chuyến bay khởi hành một cách thuận lợi nhất trong thời gian tới, quý vị. Kính thưa quý vị, phải nói rằng từ trước cho đến hiện nay thì các cái trường hợp mà gian lận về cái việc mà tính cước xe taxi ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã để lại nhiều tiếng xấu đối với du khách quốc tế và đặc biệt đối với kiều bào bên nước ngoài khi mà trở về Việt Nam sử dụng phương tiện công cộng bằng xe taxi. Đã biết có rất nhiều vụ việc xảy ra mà chúng ta đã từng xử lý rất nghiêm. Tuy nhiên, mới đây nhất thôi thì các cái trường hợp mà không bấm đồng hồ, một tài xế taxi chở khách ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bị xử phạt anh chị. Theo như cụ thể thông tin thì khi mà chở khách từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất về quận Phú Nhuận, tài xế taxi công ty cổ phần vận tải Phú Thành đã không bấm đồng hồ mà thỏa thuận giá là 220.000 đồng. Trao đổi với các phóng viên báo chính thống tại Việt Nam thì thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết là thanh tra sở vừa phối hợp với đồn công an Tân Sơn Nhất lập biên bản xử phạt một tài xế taxi vận chuyển hành khách không theo đồng hồ niêm yết mà tự làm giá vận chuyển tại sân bay Tân Sơn Nhất, quý vị. Cụ thể, sự việc này là vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 9 tháng 4 năm 2024, ông Hát là tài xế taxi của công ty cổ phần vận tải Phú Thành điều khiển xe ô tô biển số 50E087XX, số tài là 229, nhận chở một hành khách đi từ sảnh C ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đến đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Sau khi khách lên xe, ông Hát không bấm đồng hồ cước theo quy định mà tự thỏa thuận giá với hành khách số tiền là 220.000 đồng. Kính thưa quý vị, hành khách không đồng ý với giá trên và đã xuống xe tại đường Trường Sơn, quận Tân Bình. Sau khi làm việc, ông Hát thừa nhận hành vi vận chuyển hành khách không bấm đồng hồ tính cước theo quy định là sai. Theo như thanh tra Sở Giao thông Vận tải nói, chúng tôi sẽ phối hợp với đồn công an sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng như là công an Tân Sơn Nhất để xử lý, nhắc nhở các đơn vị vận tải tuân thủ đúng quy định và tự kiểm soát, kiểm tra để mà không đánh mất cái sự tin tưởng của hành khách đối với các hãng xe taxi phục vụ nhu cầu khách đi lại tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cô chú anh chị và các bạn. Cho nên chúng ta cũng biết rằng là đã có rất nhiều vụ việc xảy ra như vậy, quý vị. Đi 3 km mà đòi 250.000, khủng khiếp. Một cái giá phải nói là cắt cổ đối với hành khách ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đây có nhiều cái vụ việc mà tài xế coi như là gian lận bằng cách là bấm đồng hồ tự động chạy luôn. Khi mà gạt cần số, khi mà vô số là bắt đầu đồng hồ tự động nhảy. Phải nói rất là nhiều cái trò mưu mô mà gian lận taxi bắt hành khách họ phải trả như vậy. Và một cái trường hợp ngày hôm nay rất là cay đắng đối với một tài xế, tuy nhiên cũng đã bị xử phạt một cách rất nghiêm. Kính thưa quý vị, một Việt kiều Mỹ bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất vì trong hành lý giấu súng đạn, anh chị. Lại liên quan đến Việt kiều từ nước ngoài về Việt Nam bị bắt ở tại sân bay. Cũng rất nhiều vụ việc là nhiều anh chị Việt kiều vi phạm các quy định về vận chuyển hành lý, những chất cấm khi mà nhập cảnh vào Việt Nam. Việt kiều Mỹ thường trú ở Mỹ bị bắt vì mang theo một khẩu súng lục trong hành lý khi mà đáp chuyến bay từ phi trường quốc tế Los Angeles của Mỹ
đến Sài Gòn của chúng ta, đến phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Mang súng lục anh chị, mang súng lục và đạn để trong hành lý. Việt Nam của chúng ta là nghiêm cấm người dân sử dụng súng đạn trái phép. Cho nên là với cái việc mà mang súng đạn từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, không chỉ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà những sân bay khác cũng vậy, đều bị bắt. Chắc chắn là như vậy anh chị. Và theo luật của Việt Nam thì cái việc mà giấu giếm mang theo vũ khí cũng có thể kết án đến nhiều năm tù, 6-7 năm tù anh chị. Cho nên mà từ nước ngoài trở về Việt Nam, chúng ta luôn luôn tuân thủ các quy định của hãng hàng không nước sở tại để chúng ta tránh gặp các rắc rối không đáng có và những rắc rối không mong muốn khi mà chúng ta có một chuyến hành trình trở về Việt Nam. Không hiểu là mang súng đạn từ Mỹ về Việt Nam để làm cái gì. Nếu như chúng ta không có những cái sự toan tính, không những cái ý đồ xấu sử dụng vũ lực bằng súng đạn, nên chúng ta mới mang từ Mỹ về Việt Nam như vậy. Thật sự để mà mang được một cái khẩu súng và đạn lên chuyến bay là rất khó. Vì khi mà chúng ta làm thủ tục xuất cảnh khỏi Mỹ thì chúng ta phải kiểm tra hành lý an ninh rất cao. Không hiểu vì sao mà anh Việt Kiều Mỹ này lại có thể mang được cái khẩu súng lục và đạn đi qua được cái khâu kiểm soát an ninh, thì mình cũng thật sự khó giải thích luôn rồi quý vị ha. Anh chị cũng biết là trước đây Việt Kiều Mỹ cũng bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi mà anh ta cũng bay từ Mỹ về Việt Nam. Trường hợp đó là anh chị cũng nhớ là mua rất là nhiều máy tính xách tay rồi điện thoại iPhone tại Mỹ, rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Cuối cùng nhập cảnh vào phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất bị túm cổ ngay anh chị, bắt giữ ngay lập tức vì cái việc mà buôn lậu máy tính xách tay và điện thoại iPhone với số lượng lớn. Khủng khiếp luôn. Rất nhiều cái vụ việc liên quan đến nhập cảnh mang hàng cấm rồi mang các cái hàng nhập lậu không qua khai thuế. Và khi mà vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chắc chắn chúng ta phải kiểm soát về hành lý nè, soi chiếu hành lý nè, trước khi mà chúng đi ra phía ngoài. Và chắc chắn là khi mà hải quan kiểm tra những cái kiện hàng, những cái thùng hàng của chúng ta mà có các dấu hiệu có khả nghi thì chắc chắn sẽ bị kiểm tra ngay. Việt Nam Airlines, hàng phổ thông. Trường hợp mà cách đây cũng chẳng là bao lâu là Việt Kiều Mỹ bay về Tân Sơn Nhất, không ngờ mang một loạt kiện hàng chuẩn bị ra khỏi khu vực kiểm soát hải quan thì bắt đầu bị chặn lại ngay. Kiểm tra mở ra thấy hàng loạt máy tính xách tay nè, điện thoại di động iPhone đã qua sử dụng, điện thoại cũ đó anh chị, và một số hàng hóa khác. Kiểm tra thì không thấy có nguồn gốc luôn anh chị. Cuối cùng bị bắt và phạt luôn. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý về các cái trường hợp mà nhập cảnh vào Việt Nam để tránh bị rắc rối quý vị. Nói khi mà Việt Kiều Mỹ về tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng xảy ra rất là nhiều cái trường hợp mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Và đôi khi chúng ta cũng không thể ngờ đến quý vị. Trường hợp của một nữ Việt Kiều Mỹ khi mà nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lại trình báo là mất trộm hơn 220 triệu đồng. Khi mà vừa xuống sân bay thì nữ Việt Kiều Mỹ này đẩy xe hành lý có chứa một cái túi đến chỗ người thân đang đón á. Tuy nhiên thì sau khi mà buông cái xe hành lý để mà ôm người thân, quay sang quay lại để ôm người thân thì bắt đầu mới quay lại cái xe đẩy hành lý, cuối cùng phát hiện cái túi sách có chứa 220 triệu đồng
đã không cánh mà bay. Và sau đó nữ Việt kiều Mỹ này đã trình báo với cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nữ Việt kiều này sinh năm 1977, là Việt kiều Mỹ quý vị. Và theo như trình báo của nữ Việt kiều này thì khi mà vừa đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cô ta để hành lý, trong đó có cái túi xách trên chiếc xe đẩy, và đẩy ra cửa số 8 anh chị, cửa A1 á, thì để gặp người thân đang chờ đón. Khi mà gặp người thân thì cô nữ Việt kiều này để xe đẩy bên cạnh rồi ôm người thân, hôn khóc gì đó. Thì tầm khoảng hơn 1 phút 2 phút thôi, sau khi quay lại chiếc xe đẩy thì phát hiện chiếc túi đã không cánh mà bay, bị mất luôn. Và cuối cùng cô Việt kiều Mỹ này tìm khắp nơi mà chẳng thấy cái túi của mình đâu, cho nên cô ta đã đến đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất để trình báo. Bên trong túi sách có chứa 7.000 đô la Mỹ, 3 điện thoại cùng một số nữ trang khác, với tổng tài sản hơn 220 triệu Việt Nam đồng. Tất nhiên thì khi mà trình báo thì công an cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã trích xuất các cái camera ở khu vực xung quanh cô nữ Việt kiều này, ở ngay cửa số 8 đó chị, cửa A1 và A2 á. Thì trên xe còn cái giỏ sách, nhưng mà khi cô ta đẩy xe ra chỗ người thân thì camera bị che khuất tầm nhìn. Và tất nhiên thì chưa biết vụ việc sau đó xử lý ra sao. Vì vậy khi mà về Việt Nam, chúng ta nên để những cái đồ có giá trị trong cái túi sách và chúng ta đeo vào người luôn. Hôm trước Tường Vũ Channel đã chia sẻ nhiều cho anh chị các cái trường hợp rồi, là khi mà ở tại băng chuyền chúng ta đang loay hoay để mà khiêng hành lý lên xe đẩy, thì nếu như chúng ta không đeo cái túi xách tay có chứa đồ giá trị chúng ta để trên xe đẩy á, xe đẩy nó có cái ô trên mà thường thường là quý vị hay để đồ ở trên đó, thì tất nhiên là rất dễ bị lấy mất, chắc chắn là như vậy anh chị. Rất nhiều Việt kiều Mỹ cơ đa về Việt Nam để cái túi xách tay nhỏ mà không phải đeo vào người, để trên xe đẩy rồi đi đứng đi tìm hành lý, cuối cùng quay trở lại mất cái túi xách tay, và trong đó chứa toàn là tiền với lại passport, điện thoại nữa, thì thật sự nó rất là rắc rối luôn quý vị. Cho nên chúng ta để đảm bảo an toàn, chúng ta cứ mua cái túi đeo chéo qua bên người đó, đeo vào người luôn, rồi chúng ta thoải mái đứng mà kiểm tra chờ lấy hành lý lên xe đẩy của chúng ta ở tại các băng chuyền. Ở tại khu vực các băng chuyền chúng ta rất dễ dàng bị mất các cái đồ cá nhân có giá trị cao, tại vì ai cũng lo chăm chú vào hành lý ký gửi để mà khiêng lên xe đẩy. Chúng ta ít có để ý đến cái việc là túi xách tay của chúng ta để trên xe đẩy. Bây giờ báo cho cảnh sát thì cảnh sát cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất báo rằng là sau khi đẩy xe đẩy ra ngoài cửa A1 cột số 8 thì camera bị che khuất rồi, thì không thể nào tìm thấy người lái luôn anh chị. Vậy phải làm sao? Bằng chứng không có thì phải làm sao đây? Cuối cùng chúng ta phải là đành mất số tiền đó. Cũng có nhiều trường hợp bị mất cắp và vẫn nhận lại được, khi mà cái góc khuất đó nó không có, có nghĩa là camera sẽ thấy toàn cảnh luôn thì dễ phát hiện. Còn nếu như một góc chết, một góc khuất nào đó mà camera không nhìn thấy thì chắc chắn nguy cơ mất tài sản là có khả năng anh chị. Trước đây cũng có một chị nữ Việt kiều Canada về phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, cũng tại băng chuyền lo để cái túi tiền ở trên xe đẩy rồi tìm kiếm hành lý, cuối cùng quay lại mất 10.000 đô la Canada. Quá là tê tua luôn anh chị. Lúc đó biết khóc thôi chứ biết làm gì bây giờ. Bây giờ rà soát camera đôi khi bị góc chết chúng ta không thể thấy được quý vị. Cho nên khi chúng ta về Việt Nam, chúng ta hết sức lưu ý bảo vệ tài sản
để tránh gặp rắc rối quý vị nhé. Đây là những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đây cũng có nhiều Việt kiều Mỹ về Việt Nam rồi bắt đầu buôn bán ma túy. Cuối cùng bị kết án chung thân luôn. Cũng là Việt kiều Mỹ luôn anh chị. Vận chuyển trái phép chất ma túy về đến cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất bị bắt ngay. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.